Hello, xin chào tất cả anh em đến với kênh TT 1985 Review. Kênh của mình chuyên mua bán điện thoại cũ giá rẻ. Số điện thoại của mình là 0963 595 262. Anh em xem thì cho TT một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ nha. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh TT 1985 Review. Thì hôm nay mình cũng có vài con điện thoại, thì mong rằng anh em xem được con nào thì anh em cứ liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0963 595 262 anh em ha. Và đây cũng là số Zalo của mình luôn. Thì anh em xem thì nhớ cho mình một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ. Thì cái kênh của mình ship COD, ship toàn quốc cho anh em nhé. Thì khi mà anh em mới xa thì cứ yên tâm, khi shipper giao hàng thì anh em có quyền mở hộp ra, mình kiểm tra máy, test máy ok hết, thì lúc đó anh em mới thanh toán tiền cho shipper. Rồi thì cái con đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho mọi người là Oppo F1S nha. Đây, Oppo F1S, máy còn ok, rất là ngon lành luôn nè anh em. Đó, mình có còn hai con, cái con này là bản RAM 3. Bản RAM 3 bộ nhớ là 32, màn hình to 5,5 inch nha. Đó, màn hình là 5,5 inch. Cam sau là 13 chấm, cam trước là 16 chấm. Hai sim và pin thì là 3000. Cam ký đồ ngon lành hết. Rồi. Cam sau với cam trước nè. Đó. Ok anh em ha, máy cực kỳ ngon luôn. Cảm ứng nhạy nha. Đây. Cảm ứng ngon lành cho anh em nè. Ok ha. Thì giá là 1.450.000 nha, tặng anh em một bộ sạc. Rồi tiếp theo là iPhone 5C. Đây mình có một con. Con này anh em mua về bán, mua về và dùng để chữa cháy thì rất là ngon lành nha, nha mọi người. iPhone 5C. Đây. Màn hình con này thì anh em mua về là dùng máy phụ thì ngon, cam kiếp là ok hết, không dính ai lao nha. Không dính ai lao gì hết, mình mua về mình xài mình làm máy phụ quá ngon, pin bọt còn ngon lành cành đào luôn á. Giá chỉ có 850 cho mọi người thôi. Bao anh em reset nha, dòng 1, dòng 2 luôn. Rồi tiếp theo anh em ha, là một con Samsung S6. Đây, con này là bản RAM 3, bộ nhớ là 32 nha. Màn hình là 5,1 inch, màn hình là Super AMOLED luôn á. Đó, con này thì nó bị về ngoài thì nó cách thủy nè. Đó, nó chóc nè anh em thấy không? Nói chung là dòng này nó dễ bị lắm. Ha. Đây. Ốp lưng đây. Con này là bản RAM 3. Bộ nhớ là 32, xài được một sim pin là 2500, cam sau là 16 chấm, cam trước thì là 5 chấm. Cam nè. Đó, cam sau. Cam selfie nè mọi người. Nói chung cam ký đồ ngon, mua máy này về làm máy phụ mình nghe gọi hoặc là cho các bé học online cũng ngon nha. Pin con này còn rất là cầm luôn, cảm ứng nhạy nè. Đó anh em thấy không? Rồi chốt lại cho anh em nha, giá là 1.350.000. Con này thì màn nó hơi ám nha mọi người. Con này thì cái màn á, cái dòng S thì nó vậy, màn riêng thì nó hay bị ám ám tí xíu. Rồi tiếp theo là Oppo A33. Thì con này là gọi là Oppo A33 hay là Oppo Neo 7 cũng là nó nha. Mình còn một con nè, bữa 4-5 con lận, thì giờ bây giờ còn một con duy nhất. Đó, con này thì ok hết, cam kiếp đồ ngon. Đây cam selfie nè. Đây cam sau nè, ngon lành nha. Cảm ứng nhạy, mua máy này về làm máy phụ thì ngon. Màn hình là 5 inch, RAM 1 bộ nhớ là 16, xài được 2 sim, pin là 2400 nha. Màn hình là 5 inch. Con này thì vỏ cũ chày theo thời gian nè. Đó chày. Nên mình để lại cho anh em giá chỉ có 650 thôi nha. Con này về nghe gọn hoặc là Zalo hoặc là YouTube là ngon lành cành đào. Rồi 650 thôi. Rồi tiếp theo là Samsung J6. Mình có hai màu, màu vàng gold nè và một con màu đen nè. Đó như nhau thôi nè. Cam kiếp đồ ngon là RAM 3, bộ nhớ là 32, xài được 2 sim. Đây. Đây. Nha. Cam kiếp đồ ngon lành, cảm ứng là ok hết luôn. Màn hình là Super AMOLED 5,6 inch, xài được 2 sim và nó xài được 4G luôn nha. Xài được 4G, pin là 3000. Mà con này thì mình để lại cho mọi người giá là 1.550.000 ha. Rồi tiếp theo là một con HTC One. HTC One A9s, con này là bản RAM 2, bộ nhớ là 16, máy full chức năng. Con này hết pin anh em ơi, mình quên sạc pin rồi. Để mình mở lên cho nó lên thôi. Thì con này là màn hình của nó là 5 inch nha, cam sau là 13 chấm, cam trước là 5 chấm, RAM 2 bộ nhớ 16 và nó xài được một sim mà mọi người.
con này xài được một sim pin là 2003, nó ngoại hình là ok. Thì nó lên cái mình thử review cho anh em thử coi nó còn pin không, mình sợ nó hết pin. Con này thì HVC này mình để lại cho anh em giá chỉ có 900 thôi nha. Con này về làm máy phụ là ngon, RAM 2 bộ nhớ 16 đó. Rồi tiếp theo là một con Meizu nè, đây mình giới thiệu cho anh em luôn. Meizu đây, màn rất là đẹp nha. Con này là màn zin, vỏ zin, màn zin đi theo máy nè anh em đó. Con này thì mình để lại cho mọi người giá chỉ có 1.350.000 thôi, RAM 3 bộ nhớ là 32, cam kiến độ ok nha. Đó, con này pin nó yếu rồi anh em, pin nó yếu nên nó tắt nguồn nè. Đó, cam độ ok hết nha, cảm ứng rồi nhạy nè. Rồi thì cái con Meizu này mình sẽ để lại cho mọi người giá là 1.350.000, bản RAM 3 bộ nhớ 32, xài được hai sim, pin là 2009 nha. Máy này xài ngon, pin rất là cầm luôn, mình để mấy ngày nay mà pin vẫn còn rất là ok luôn. Con này thì nó gần hết pin rồi, nói chung là chức năng này nọ là ngon lành hết. Đó. Rồi tiếp theo là Vivo Y67. Đây mình có hai màu. Màu này là màu vàng, màu bạc nè, giống như màu bạc đó. Còn con này là màu hồng hồng nè. Đó, anh em mua thì có một cái ốp lưng sẵn nha, tặng anh em một cái ốp lưng. RAM 4 bộ nhớ là 32, xài được hai sim, pin là 2009, màn hình là 5.5 inch, cam kiến độ ok hết nha. Đó, cam độ ok nè. Con này cũng vậy thôi, full chức năng hết, Zalo, Facebook, YouTube. Anh em mua máy này về cho mấy bé học online là ngon lành nha. Giá là mình để lại cho mọi người là giá 1.450.000, 1.450.000 nha. Vivo Y67 bản RAM 4 bộ nhớ 60, bộ nhớ 32. Tiếp theo là một con Huawei Nova 3e ha. Huawei Nova 3e nha mọi người. Màn hình nó, anh em nhìn màn hình nó cũng nè, anh em thấy không, màn hình tay thỏ muốn tràn viền luôn nha. Có dán một cái miếng kính cường lực sẵn cho anh em rồi. Con này có dán kính cường lực sẵn rồi. Màn hình là 5.84 inch Full HD cộng luôn á. Nó xài hệ điều hành là Android 8. Cam sau là 16 chấm, cam trước cũng là 16 chấm luôn. Ha, chip thì chip Kirin 659, RAM 4 bộ nhớ 64. Và nó xài được 4G luôn nha mọi người. Nó xài được 4G luôn. Cam nè. Cam ok nha. Cảm ứng đây. Đó. Cảm ứng ngon lành. Rồi pin là 3.000. Pin là 3.000 nha. Cảm ứng vân tay ok hết. Giá chỉ để lại cho anh em chỉ có 1.550.000 thôi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là một con Oppo F7. Đây, Oppo F7 vân tay đầy đủ nha anh em. Giá công khai cho anh em luôn là 1.900.000. Con này là bản RAM 4 bộ nhớ là 64 nha. Ngoại hình là còn ok. Đó, ngoại hình nè. Màn hình là 6.23 inch Full HD cộng luôn anh em. Con này thì ngon lành hết. Cam ký độ ok nè. Đó, cam sau nè. Đây, selfie nè. Cũng rất là nét nha. Mua máy này về, anh em về cho các bé học online là ngon. RAM 4, bộ nhớ 64. Chip thì MediaTek Helio B60. Xài được 4G nha mọi người. Pin thì là 3.400. Thì con này cam là 16 chấm và 25 chấm. Con này nó chỉ bị phản quang thôi. Đây. Đó, nó bị phản quang chỗ này anh em thấy không? Đây. Ha. Đó, nó bị phản quang chỗ này nên mình để lại cho anh em cái giá thấp. Mình thu lại cái giá thấp, mình để lại cái giá vừa phải cho anh em. Chỉ có 1.900.000 thôi nha. 1.900.000 với con Oppo F7. Full chức năng nha. Rồi tiếp theo là Oppo R15. Đây mình có 3 màu. Màu trắng, màu đỏ và màu đen tím nè anh em thấy không? Đây mình để gần cho anh em nhìn thấy cho nó tiện nha. Đó, ba màu. Là từ đen nè, nó chuyển sang màu tím nè. Màu đỏ nó chuyển sang dần màu đen nè. Và này là màu trắng. Đó, như nhau thôi anh em. Oppo R15. Bản RAM 6 nha. Bản RAM 6 bộ nhớ là 128, màn hình là AMOLED 6.28 inch luôn. Đó, mình cầm một con mình review cho anh em thôi. Cầm con màu trắng nha. Máy cực kỳ đẹp luôn. Đây, những con kia cũng vậy, gỡ cái ốp lưng ra là máy cực kỳ đẹp luôn. Bao test 7 ngày, loại đổi máy khác nha mọi người. Đó, hình thức đây. Máy còn rất là đẹp. RAM 6 bộ nhớ 128, xài được 2 sim và nó hỗ trợ xài 4G. Pin là 3450.
cam sau là 16 chấm, cam trước là 20 chấm nha. Rồi, rất là nét luôn nè. Rồi, cam sau nè. Rồi. Đó, ok nha mọi người. Nói chung là con mấy con này thì ngon, mình sẽ để lại nha. Con này thì mình để lại cho mọi người giá là 2.850.000. 2.8 nha. 2.850.000 thì tặng cho anh em một bộ sạc và sẽ reship luôn. Rồi tiếp theo nha, tiếp theo là Vivo. Vivo Y93 mình có hai màu luôn nè. Màu đỏ chuyển sang màu hồng và màu xanh luôn ha. Thì cái con Vivo Y93 này á, màn hình của nó là 6.22 inch. Cam sau là 13 chấm, cam trước là 8 chấm. RAM là con này là hiện là RAM 3. RAM 3 bộ nhớ là 64 nha, xài được 2 SIM và nó hỗ trợ xài 4G luôn. Pin là 4030. Đây. Cam ok nè. Đó, cam nét nha. Cái miếng này là cái miếng để mình mua về mình bảo vệ thôi nè. Đó, mình dán lên bảo vệ cho cái màn hình nó đựng chày. Anh em mua về anh em tháo ra nha. Đó, máy cực kỳ đẹp luôn. RAM 3, bộ nhớ là 64 nha anh em, màn hình to nè. Màn hình giọt nước luôn, rất là đẹp. Mua về cho anh em mua về cái máy con này về học online là quá đẹp luôn. Đó, có hai màu nha. Màu đỏ chuyển sang màu hồng rất là đẹp nè. Đó, và con này thì màu xanh chuyển dần sang màu tím nè. Đó, máy ngon ok nha. Đây. Đó. Rồi. Con này thì cam của nó là 13 chấm và 8 chấm nha anh em. Rồi con với cái Vivo Y93S thì giá là 1.950.000 cho anh em nha. Vivo Y93S bản RAM 364 xài được 4G, giá là 1.950.000. Rồi tiếp theo ha. Là một con Samsung. Đây. Samsung A8 LED. Bản RAM 4 bộ nhớ là 64 xài được 4G nha anh em, xài được 2 SIM luôn. Máy còn đẹp cực kỳ luôn, màn zin vỏ zin nha. Con này màn zin vỏ zin thì mình thu lại từ người dùng nên nó cũ theo thời gian nè, nó bị chày nha anh em. Đây. Đó. Chày những cái viền nó hơi bị chày chày nè. Nha. Đây. Rồi. Thì con này là màn hình của nó là Super AMOLED luôn, 6 inch Full HD cộng, cam sau là 16 chấm, cam trước cũng là 16 chấm luôn. Và cam có cam phụ nữa nè, cam trước có cam phụ nữa nè. Đó, RAM 6 nha, con này là bản RAM 6, bộ nhớ là 8, xài được 4G, pin là 3.500. Cam đây, nét nha anh em, cam rất là nét luôn. Cam sau nè, đó ok nha. Con này là màn rin, vỏ rin đi theo máy nha, cực kỳ đẹp luôn á, đây. Đó, cảm ứng test cho anh em nè, quá ngon ha. Ơi, con này thờ hơi bị vân tay đầy đủ luôn nha, giá là 2.700.000 cho anh em. Mua máy này về xài là quá đỉnh luôn á, nói chung giá cũng vừa phải cho anh em. Rồi 2.700.000 thôi. Samsung A8 LED bản RAM 4, RAM 6 chứ, xin lỗi anh em, con này là bản RAM 6, bộ nhớ là 64 nha. RAM 6 bộ nhớ là 64. Mình ghi nãy cái này mình ghi nhầm là RAM 4. Giá 2.700.000 cho anh em nha. Rồi tiếp theo là Samsung J7 Pro. Đó, mình có hai con. Thì có một con vỏ nó hơi xấu anh em. Cái con này nè. Vỏ nó hơi xấu nên mình để lại cho anh em giá là 1.650.000. Còn con này đẹp nha. Giá là 1.700.000 cho anh em. Đó. Anh em mà muốn lấy giá sỉ lấy hai con, mình sẽ để giá đẹp cho anh em luôn ha. Đó, con này màn hình AMOLED nha anh em. Màn hình Super AMOLED 5.5 inch. Rất là đẹp luôn. Cam sau là 13 chấm, cam trước cũng là 13 chấm luôn. Chip thì Exynos 7870, RAM 3, bộ nhớ là 32, xài được 2 SIM. Con này là xài được 2 SIM, pin nó là 3600 anh em ơi. Đây, cam nè. Cam ok nha, rất là nét luôn. Cảm ứng nhạy cho mọi người nè. Đây. Đó, cảm ứng ok nha. Cảm ứng rất là ngon lành cành đào. Đây. Vô. Đó. Nói chung là đẹp, máy này về học online là ok á anh em. Giá là con đẹp là 1.700.000 ha, còn con này vỏ hơi xấu tí xíu. Đó. Cái viền nó hơi bị chày nữa nè. Chày nữa anh em thấy không? Đây. Đó, cũ theo thời gian. Nhưng mà máy còn rất là ngon, máy riêng nha anh em.
Rồi tiếp theo là Oppo F11. Đây, Oppo F11 mình có còn hai màu, màu xanh nè, màu xanh dương này nè. Đó. Và con này là màu xanh đen. Đó, anh em thấy không? Mình còn hai màu nha. Nói chung mình còn vài cây nữa, bán gần hết anh em, về nhiều mà bán gần hết cho anh em à. Anh em nào nhanh tay thì còn nha. Đây, con này là màu đen, xanh đen, rất là đẹp, cảm ứng vân tay đầy đủ nha. Màn hình là 6,5 inch Full HD cộng. Con này mình tắt nguồn hết pin này, mình quên sạc rồi nè. À, con này cũng tắt nguồn luôn hả ta. Rồi, RAM 6 nha anh em, con này là bản RAM 6, bộ nhớ là 128, xài được 2 SIM, cam sau là 48 chấm và cam trước thì là 16 chấm, màn hình là 6,5 inch Full HD cộng. Pin là 4000 nha, xài được 2 SIM và nó hỗ trợ xài 4G luôn. Rồi, con này lên này, mình cầm con này giới thiệu cho anh em. Đó, máy còn cực kỳ đẹp nha mọi người. Đây. Vân tay đầy đủ luôn ha, cảm ứng cam kiết đồ ngon lành. Cam nè. Cam sau. Cam selfie nè mọi người, nha, nét nha. Cảm đây, cảm ứng đây. Đó. Thấy chưa? Mua máy này về học online là hay là mình lưu rất là nhiều bộ nhớ luôn ha. Mình lưu rất là nhiều ngon lành luôn á. RAM 6 bộ nhớ 128. Con này cũng vậy nè, anh em xem nè, đó, rất là đẹp luôn. Màn hình giọt nước anh em. Con này hết pin rồi, mình bấm lên mà nó tắt xuống thì hết pin, mình quên sạc. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là Oppo F5. RAM 4, con này là bản RAM 4, bộ nhớ là 64, giá để lại cho anh em là 1.850.000 nha. Đó, màn hình là 6 inch Full HD cộng, cam sau là 16 chấm, cam trước là 20 chấm. RAM, con này là bản RAM 4, bộ nhớ là 64. Đó, full chức năng, máy đẹp. Cam kiếm đồ ngon lành nè. Cảm ứng nhạy cho anh em luôn nè. Đó, ok nha, cảm ứng rất là mượt luôn anh em. Đó. Xài được 2 SIM và nó xài được 4G, pin là 3200. Con này là bản RAM 4, mình để lại cho anh em giá là 1.850.000. Còn cái con bản RAM 4 bộ nhớ 32 nha, mình có một con bản RAM 4 bộ nhớ 32 thì con này giá là 1.700.000 cho anh em. Con máy cũng đẹp luôn, máy cực kỳ ok, cam kiết là ngon lành hết. Đây, cam selfie nè, có nét anh em, cam sau nè. Rồi chốt lại nha anh em, con này 1.700.000. Rồi tiếp theo là Oppo A83, mình có hai con, màu đen và màu xanh dương. Con này là bản RAM 4 nha, bản RAM 4 bộ nhớ là 64, màn hình là 5,7 inch Full HD cộng ha. Đó, cam sau là 13 chấm, cam trước là 8 chấm. Đó, cam nét chưa? Cam cực kỳ nét luôn. Mà con này là bản RAM 4 bộ nhớ 64 nữa nè, lưu rất là nhiều những cái dữ liệu quan trọng hay là cho các bé học online, K12 học Zoom là quá ngon. SIM là xài được 2 SIM nha, pin là 3180. Có máy ngoại hình tương đối đẹp. Giá là 1.700.000 cho anh em ha, 1.700.000. Tất cả những cái con mà tầm trên 1 triệu thì mình sẽ tặng cho anh em bộ sạc đầy đủ nha. Còn những cái con nào mà tầm giá dưới 1 triệu thì mình sẽ không tặng bộ sạc. Anh em lưu ý vấn đề đó ha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là một iPhone 6S. Đây. iPhone 6S, con này là bản 64GB. Con này mắc vân tay nha anh em. Bản 64GB mắc vân tay, còn lại là ok hết, pin bọt đồ ngon lành. Đó. Mắc vân tay thôi. Còn không dính ai lao nha, con này là không dính ai lao gì hết, bao anh em reset luôn. Đó. Cam kiếp là ok nè. Đó. Đây. Pin để mình con này thì bị mắc vân tay rồi, mình không có test vân tay cho anh em. Pin mới thay nha anh em, 100%. Rồi, giá 1.900.000 nha. Và đây cũng là một con iPhone 6S nè. Con này thì 16GB. Con này là 16GB nha mọi người, mắc vân tay ha. Con này giá là 1.650.000. Đó. Con này thì nó ngoại hình nó hơi xấu theo thời gian. Đây. Đó, đây nó chày, nó bị chày nè. Anh em nói chung là cái này thì anh em mua một cái ốp lưng, anh em bảo vệ là nó sẽ đẹp, màn rất là ngon luôn nha. Màn rất là đẹp. Bị mắc vân tay thôi, không dính ai lao nha, con này không dính ai lao luôn, bao anh em reset. Đó. Máy cực kỳ ngon luôn, mua máy này về xài quá ok. Con này là bản của Nhật. Rồi
giá là 1.650.000 cho anh em nha. iPhone 6S bản 16GB mắt vân tay giá 1.650. Tặng anh em bộ sạc nha, những con này đều tặng bộ sạc cho anh em hết. Tiếp theo là một con iPhone 6S. Đây là iPhone 6S Plus nha, 6S Plus bản 16GB full chức năng hết nha, full chức năng không dính iCloud, pin bọt rồi ngon lành hết nha. Không dính iCloud, bao anh em reset dòng 1, dòng 2, dòng 3, reset tạc ra. Pin con này mới thay 100%. Đó, vân tay đầy đủ luôn. Đây. Đó, vân tay còn đầy đủ. Nói chung là full chức năng. Con này thì mình để lại cho anh em giá là 2.850.000 nha anh em. 2.850.000. Rồi tiếp theo là một con iPhone 8. Đây, iPhone 8 nha. Con này là iPhone 8 Plus bản 256GB. Bản 256GB nha anh em. Giá công khai cho anh em luôn là 3.4 triệu. Máy còn cực kỳ đẹp nha, màn zin vỏ zin đi theo máy cực kỳ đẹp luôn. Đó. Chỗ cái cam thì nó hơi chạy chạy tí xíu thôi, nhưng mà ngoại hình còn rất là ok nè. Đây. Đó, anh em xem nè, ngoại hình còn rất là đẹp nha. Full chức năng hết nha anh em. Con này là full chức năng hết, bao anh em reset luôn. Đó. Pin con này mới thay mới 100% cho anh em nè. Ha, vân tay đầy đủ. Con này còn vân tay đầy đủ nha. Đây. Đó. Nói chung là full chức năng. Cam đây. Đó, nét nha mọi người, cam rất là ok luôn. Đây, cam selfie nè, nét chưa? Rồi chốt lại cho mọi người nha, giá là 7.4 triệu với con iPhone 8 Plus nha. Rồi tiếp theo là iPhone 7. Mình có hai con. Hai con này là iPhone 7 Lock, bản Lock nha anh em. Giá là 3.7 triệu. Bản Lock giá là 3.7 triệu, máy còn đẹp, ngoại hình còn ok. Đó, vỏ còn rất là đẹp luôn nè. Đây chỉ là máy lock thôi. Máy lock thì tránh máy lock là fit lên quốc tế cho anh em rồi. Đó, đã fit quốc tế thì anh em cứ xài bình thường. Cam ký đồ ngon lành nè. Nữa cam sau nha. Đây cam selfie nè, nét cho anh, nét nha anh em. Cảm ứng nhạy nè. Đây. Đó. Cảm ứng ngon lành cành đào cho anh em. Nói chung là full chứ, nói chung là chỉ máy đã lock rồi, fit lên quốc tế cho anh em rồi. Thì anh em có iCloud thì cứ đăng nhập vào Apple Store. Ha, tại những ứng dụng cơ bản về xài bình thường. Đó, nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube rất là xịn sò luôn. Máy cực kỳ, còn máy rất là đẹp luôn nè anh em. Ha. Dán kính cường lực sẵn cho anh em rồi. Con này thì giá là 3.7 triệu nha. Rồi con này cũng là iPhone 7 Plus nè, nhưng mà con này thì iCloud ẩn cho anh em rồi nha. Đã là mình ẩn iCloud rồi. Giá là 3.5 triệu. Rồi con này thì anh em có iCloud thì anh em cũng vẫn vào Apple Store đăng nhập vào xài bình thường, đăng nhập vào iCloud bình thường nha. Đó. Con này thì tránh trường hợp anh em reset thôi, reset dòng 2. Máy ok hết, cam kiết đồ ngon lành. Đây, cam sau. Đây, cam trước. Cảm ứng nè. Đó. Cảm ứng nhạy nha mọi người. Giá là 3.5 triệu ha. Con này giá 3.5 triệu. Con này vân tay còn đầy đủ luôn nha. Đây. Mình test vân tay cho anh em xem nè. Đó, vân tay còn đầy đủ ha. Pin, nếu pin con này thì anh em pin con này mình đã bảo trì rồi. Đó, pin con này thì nó hơi yếu. Nên mình nếu mà anh em mua thì muốn thay pin khác thì mình sẽ thay pin cho. Hoặc là nếu mà anh em không muốn thay pin thì mình sẽ hỗ trợ tí xíu nha. Rồi tiếp theo là Oppo A31. Mình có hai màu, màu đen nè anh em. Đó, Oppo A31 mình có vài cây nha. Mình khách bữa giờ đặt cũng vài cây rồi. Nên giờ mình vẫn còn nè. Còn ít cây nữa. Đây màu đen. Này dính cái mồ hôi của mình thôi anh em. Chài rất là mới luôn á. Đó, máy còn cực kỳ đẹp luôn. 3 camera nha, màn hình giọt nước nè. Màn hình là 6.5 inch Full HD cộng. Cam sau là 12 chấm, cam trước là 8 chấm. RAM 6 nha anh em. Con này là bản RAM 6, bộ nhớ là 128. Cam rất là nét nha anh em. Đó, cam chấm tuy nó vừa phải nhưng mà chụp rất là ok luôn. Anh em thấy không? Cam rất là nét nha. Cảm ứng nhạy nè. Có màn hình giọt nước rất là to luôn. Mua máy này về cho các bé học online là ngon lành cành đào. RAM 6 bộ nhớ 128, xài được 2 SIM, xài được 4G, pin là 4.200. Thì cái con A31 này để lại giá cho anh em là 3.2 triệu nha. 3.2 triệu. Con màu đỏ cũng rất là đẹp nè, anh em thấy không? Đó.
hoa màu đỏ cũng rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo là vi mắt Acti. Con này là vi mắt Acti 1 LED đó. Thì con này cũng rất là ngon anh em. Màn hình là 6,18 inch Full HD cộng nha. Cam sau là 12 chấm, cam trước là 20 chấm. Cam sau có cả cam phụ nữa là 24 chấm nữa nè. Chip nắp đó, con này nó cũng ok. Đó, con vi mắt Acti 1 cộng này nè. Chip nắp nó là 660 nha, bản RAM 6, con này là bản RAM 6 nè. Bản RAM 6 bộ nhớ là 64 lận nha anh em. Xài được 2 SIM. Pin là 3650, đó pin cũng rất là ổn luôn, vân tay đầy đủ. Cam kiến đồ ngon lành. Đây, cam sau nét chưa anh em? Đó, cam sau rất là nét luôn nha. Đó, cam trước nè. Đó, cam trước cực kỳ ok luôn. Cảm ứng nhạy nha. Mua, nói chung anh em mua con này về cho các bé học online là ngon lành cành đào luôn. Đó, màn hình to, màn hình tay thỏ to nữa. Rồi, chốt lại nha, 1.9 triệu. Rồi tiếp theo là Oppo F9. Đây. Con này là màu tím nè anh em, rất là đẹp luôn ha. Có cảm ứng vân tay đầy đủ nha. Mình tháo cái ốp lưng ra cho anh em nhìn nè. Bản RAM 6 nha, Oppo F9 bản RAM 6 bộ nhớ 128. Con này là có cái miếng keo, anh em mua và anh em tháo ra nha. Mình bảo vệ cái miếng cái ốp lưng á, có một miếng keo dán nè, anh em thấy có bong bóng không? Đó, mình về mình tháo ra nha. Đó, anh em mua về tháo ra, mình thì không có tháo ra cho anh em mất công lắm. Đó. Màn thì rất là đẹp luôn. Đó, cam kiến đồ ngon lành nè. Đó, cam sau này anh em thấy đâu, nét cực kỳ ha. Cam trước cũng ok. Đó, cam trước rất là nét luôn, cảm ứng nhạy nha. Màn hình giọt nước rất là ok luôn. Đó, cảm ứng cho anh em xem nè. Màn hình giọt nước 6,3 inch Full HD cộng. Cam sau là 16 chấm, cam trước là 25 chấm. Chip thì MediaTek Helio B60 nha. Xài được 2 SIM, xài được SIM 4G. Pin là 3500. Full chức năng, bao test 7 ngày, lỗi đổi máy khác. Cái này là cái miếng dán, anh em về tháo cái miếng bọt này ra nha anh em. Đó. À, mình có con này nữa nè. Con này thì con này màu tím, còn con này là màu trắng sữa nè anh em. Màu trắng sữa chuyển sang màu đen nè. Đó, máy cực kỳ đẹp luôn. Con này mình tắt nguồn hay gì rồi nè. Mình tắt nguồn rồi, để tí nó lên anh em xem. Đó, mình có hai màu nha. Màu trắng sữa chuyển sang màu đen. Giá là 2.700.000 cho anh em nha. Oppo F9 bản RAM 6 bộ nhớ 128, xài được 4G. Xài 2 SIM. Rồi tiếp theo là mình có iPhone 5S. Đây, con này mình có một con vừa mới thu lại từ người dùng, iPhone 5S bản 16GB nha. Con này thì chỉ bị mất vân tay thôi, còn lại là full hết. Bao anh em reset nha, bao anh em reset dòng 1, dòng 2 luôn. Đó, cam kiến đồ ngon lành. Cam sau nè. Cam selfie này nét chưa. Mấy con này thì anh em mua về là máy phụ thì quá ngon lắm, súng phụ thì quá ngon luôn anh em. Đây, test cho anh em cảm ứng nha. Đó, anh em thấy không, rất là ngon lành luôn. Cầm rất là nhỏ gọn nha. Con này thì để lại cho anh em giá 1.050.000 ha. 1.050.000 nha. Rồi thì mong rằng video của mình đến đây là hết rồi. Thì anh mong rằng anh em xem được con nào thì anh em cứ liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0963 595 262 anh em ha. Và đây cũng là số điện thoại của mình và cũng như là Zalo của mình đều là số này hết. Đó. Thì anh em xem thì nhớ cho TT một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ luôn. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở một video sau nha. Bye bye tất cả anh em.